Xin chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của anh em Nhịp Sống Thường Ngày. Công việc buổi sáng, Út đi chát tường giúp nhà anh Hòa các bạn. Buổi chiều thì anh em bọn mình đi ra những cánh đồng như này, cùng với 4 con chó nữa. Bọn mình sẽ đi săn các bạn. Vì mùa này là nhiều cái thứ để bắt rồi. Hôm nay quê mình thì được một ngày nắng to. Đấy, các bạn nhìn trời này, 3 giờ chiều vẫn trong veo này. Mà hôm nay anh em một mình là đi buổi sáng cơ, nhưng mà hôm nay đi buổi chiều. Không biết là có gặp cái gì hay không ạ. Ở quê các bạn tầm 3 tháng nữa thì mới bừa và áp cái dạ này xuống này. Đấy, những cái dạ này chắc lắm, gần Tết ấy mới cấy các bạn. Còn bây giờ nhà nào mà trồng màu ấy, trồng ngô, trồng khoai thì bây giờ người ta cắt cái dạ này đi và người ta tháo nước đi để trồng. Nhưng những con ruộng này thì không tháo được nước các bạn, vì nước lúc nào nó cũng có như này. Ví dụ như ở miền xuôi, đồng bằng, những cánh đồng lớn ở miền xuôi là có cái hệ thống nước của nhà nước nó điều tiết vào, nhưng cái này nó có nước tự nhiên các bạn. Nếu có làm mà trồng màu ấy, ơi, ở đây à, trồng màu thì là chỉ có trồng những con ruộng ở bên trên kia thôi, hoặc là bên trên chỗ mình đứng đây này. Đây cũng là một con ruộng. Út đang phát hiện chuột bên kia thôi. Lên trên đấy được không? Nghe đổi từ đây nhưng mà chạy lên trên kia mất rồi. Lên trên nào. Nhiều chuột chứ mùa này. Ở trong này, trong này út ơi. Đưa ra đây. Đập một phát vào chỗ đấy đi, có đuôi đấy. Đập anh à. Đấy, anh đập cho bỏ ra. Chí trời, một phát dao ăn đòn luôn. Kia có gì để đựng đây. Một em đây. Được rồi. Ừ. Phụt đi đây. Kinh nhỉ. Bây giờ rồi, con rồi, em chưa rồi. Con trai chúng mày cầm lại. Đây là cái lột rắn các bạn. Con rắn nó lột thì các bạn, nó để lại cái lớp như này. Con này to đấy, rắn ráo, dài lắm. Hôm nay hai anh em bọn mình đi là đi chân đất á. Nếu mà gặp con gì có khi là không bạo chân để đi được đâu. Bởi vì là sợ giẫm phải gai. Đây, nhiều bạn hỏi chó nhà mình có bán không thì các bạn, là hiện tại là có một con mẹ nhỏ nhỏ màu vàng đang đi sau Út kìa. Nó đấy đang chửa, đang đẻ có 4 con nhỏ. Mới mở mắt thôi. Thế còn con mẹ to hơn kia thì đang chửa chắc tầm tháng nữa mới đẻ. Nhưng mà đa phần đã đẻ ra gần như là ở xung quanh nhà là lấy hết các bạn, người ta lấy hết. Sáng nay cuối năm bán các bạn này. Bây giờ bán là có quả rồi, có củ sắn rồi, sắn lá chia. Rộng à? Cái này là sắn lá chia các bạn, không phải sắn nếp.
rộng quá các bạn. Trước mặt này này. Đập đi. Phải không? Đây, trước mặt con chó này, động động đấy gì. Con chó rồi kìa. Gì này? Chơi phạch ngay đấy á? Rơi cả phạch ngay đấy á? Con chơi trộn chó kia sao cũng ra được như thế này. Hái lượm được một em chuột, úi to nhờ. Con này to béo thật đấy, con chuột này. Trắng phớ luôn. Ừ nhờ. Mà tận dưới mà con chó nó trên rộng thế mà nó bắt được nhỉ. Con này chuột to thật các bạn này. Ác thật. Hai con rồi đấy. Em vẫn ở đây. Chưa ra đằng này đâu. Không có. Chỗ này rộng quá, khó bắt chuột. Trông cậy vào các em chó thôi. Không có thật út ạ. Chó sục này mà không ra nữa. Chỗ này cũng rộng quá nhỉ. Này, chó có đi được đâu. Mắc ác luôn. Có gì? Chuyển hướng. Mình hơi nó ác này. Không có đúng không? Chó nó khôn chưa? Đây. Tức là một con nó đuổi ở dưới, con này ở đây chỉ nhìn thôi. Khôn lắm các bạn, nó đứng như kiểu là chuẩn bị để vồ ấy. Con mẹ nó sẽ đuổi quanh quanh kia, dưới kia. Đây. Chó nó thế các bạn. Nhưng con này đuổi, nhưng con kia sẽ đứng để cảnh giác để xem. Thành quả được 3 con các bạn. Còn một con. Chỗ này là anh em mình vừa bắt thêm một con nữa, nhưng mà mình không quay nữa nên là. Đây được 3 con mà. 2 con cái. Một con chuột đực này thì béo lắm này.
cũng không nhỏ các bạn nhé. To phết đấy, con này chụp được. Xin chào cả nhà, hôm nay bố con đi bắt chuột. Quấy với cồn lên ơi. Đâu? Ui, có ba con. Ừ, ba con mà. Con bỏ ra xem nào. Đó nhá. Ừ. Đấy nha. Ôi giời, chú to nhỉ. Thế cầm lên xem nào. Cả ba con lên, cầm cả ba con lên nào. Thích nhờ. Mai làm mấy con nữa? Ba, bốn con đi nhờ. Nặng không. Cơ bắp đâu? Đây, cho túi cho bố nè. Đây được bố ba em. Ba em hôm nay được có mấy ba em. Ba em, hai em cái. Hai em kéo đâu? Hai em cái và một em đực. Một em cái, một đực em đục. Bố, cái câu. Màn đêm nha mọi người nha. Đây nhà bọn mình nướng để ăn này. Thui chuột nha. Con này con cái đúng không? Con cái. Lúc sờ cũng thấy nó béo rồi mà. Ô nó béo, nó chảy mỡ này. Con cái này luộc mà khò vàng thì đẹp lắm út nhỉ. Con này ở trên đồi này. Thành ra bọn mình thôi, đốt nó bị đen. Hôm nay là lột da các bạn. Ba em. Đây là hôm nay hai anh em mình chỉ ăn có ba con chuột này thôi. Thôi có ba con chuột. Nấu con dế mèn ba con chuột. À con dế mèn đâu? Của con đâu? Chín chưa? Ủa đây đưa gắp ấy đây nào. Chín rồi đi. Ủa đâu đâu? Đây các bạn ơi. Chín rồi đây này. Từ từ, để con mẹ một cái đùi đã. Ủa con ăn đùi rồi à? Dèo, dèo. Nào lấy cái đùi em. Hôm nay bọn mình ăn đúng có 3 con chuột các bạn nhé. Tại vì đi không đuổi nó không được ấy. Hôm nay anh em mình nướng bụi nha. Cô ngồi ra kia. Con cũng muốn ăn thịt chuột à? Con đang ăn cái đùi còn gì nữa? Hôm nay à, ăn à, không có uống rượu nha mọi người nha. Một tay ăn bụi rồi, hôm nay ít số lượng là ít quá, không bỏ chế biến để cho anh em thưởng thức nha. Ngon không con? Có. Đây con chuột được đây. Mẹ đùi cho con vào đây. Ờ rồi, chúng mình cho đùi con nha. Đây này. Con lấy đùi được. Cô không thích thì bố thích. Chế biến đi đuổi. Mỗi như này cơ mà. Còn này. Đây nói chung là không ra miếng. Đâu? Ồ, mỡ kìa. Thích thế. Bỏ mỡ đi, để đây bỏ mỡ đi à. Cái này hả? Để. Bỏ vào đây nha. Ngon không con? Cái gì đấy? Thịt đó. Chiến à, luôn. Làm một miếng nào. Ừ. Mọi người dùng ăn với anh em miếng thịt chuột nha. Ăn cái đùi, ăn cái đùi. Đây, đây đùi cho đây. Cậu em đùi. Ui dồi, miếng này ngon đấy. Ôi dồi. Ngon và béo lắm. Giòn à? Kẹp một chút ra, ra đá. Thế mát. Cho cái này lại trước. Ngọt. Ngon này. Ngon mà không uống rượu nha. Mùi ngon nhưng mà không có rượu đúng không? Không có rượu nha. Đó, ăn đi. Mình nhà ăn nữa. Đâu, chấm thử cái này nào. Mạnh vậy. Cái thế. Ừ. Ngon lắm. Ăn khó mớ. Chuột con này. Đây là chuột bà tử à? Chuột bà tử nhá. À đây chuột bà tử. Ôi, mọi người ăn miếng thịt chuột bà tử nhá. Chấm ăn mấy con luôn đấy út ạ. Một sâu luôn. Ăn mấy con vào bụng rồi. Đó. Làm một miếng nhá.
Làm một lò thịt chuột đây. Mình một cái đuôi đi các bạn. Đây cái đuôi đây. Không biết là bên này chắc là chả nhìn thấy gì nữa rồi. Đây. Ban đêm như này là nó có ánh sáng nó thiếu. Có lúc có chỗ thừa tôi thiếu cho nên thành ra nó không được lấy nét cái miếng thịt chuột được. Đây. Như này thôi. Ngon chấm lắm. Của cô ngon hơn hay của bố ngon hơn? Cô ngon hơn. Ngon nhá. Thịt thịt đấy. Bố có chỗ chấm một miếng của cô nhá. Của cô chấm ngon hơn không? Thịt chuột rất là béo. Chấm ngon hơn. Của con chấm ngon hơn. Có thế. Hả? Có thế. Của con có sao tí à? Có cầm. Dạ. Có gì nhỉ? Có cái gì nhỉ? Cho con ăn mình miếng. Cho pin một miếng ga nào. Đây. Nát rồi. Nát luôn. Đây. Này. Thưởng thức một miếng. Cái này không phải gan nữa mà. Thịt chuột. Gan. Gan thế nào con? Giòn. Giòn không? Gan giòn đi. Không giòn. À không giòn này. Gan không giòn nhá. Ồ, làm con chuột con này đi. Chấm, bạn được chấm dã man sướng đấy. Cái này có cả hạt mắc khén trong này các bạn. Hạt mắc khén cái cây. Béo thế. Con này là con ở trên đồi. Nó béo hơn. Hay chó tự bắt được phải không? Chó tự buộc. Bỏ xương anh nhai cả xương đấy. Cu. Anh không nói lên lời nữa. Anh không nói lên lời nữa. Ăn đi. Nằm một miếng này nữa mọi người nhá. Miếng béo thế. Có cả chim của nó kìa, đúng không? Chim cho con. Đây. Bạn có cái chim. Nhảy lên ông trời ơi. Kể luôn cho phòng là phim lấy rồi. Ê. Trời trời à. Thằng cu không ăn à? Ê của con chim. Cái này là cái gì? Được rồi đấy á. Ở đây chắc còn chuột con đúng không? Anh em bọn mình sẽ chiến nốt nhá. Hết chuột rồi mọi người ạ. Ngon quá. Ông trẻ bây giờ may ông trẻ còn được một miếng ấy. Chiến nhanh quá. Hết cả số lượng chuột ạ. Ôi giời cụ ăn. Mai phải đi bẫy rồi. Ăn tiếp rồi. Ủa sao? Con tên gì? Quá chứ rồi nhầm rồi. Hết cả thịt chuột rồi. Hết rồi. Ngồi nghỉ thôi nhờ. Thôi, hết mất mồi rồi mọi người ạ. Anh em mình xin phép là nghỉ các bạn nhá. Hết mất mồi rồi. Hết chuột rồi. Mai lại là tiếp. Thực ra là anh em mình muốn làm thưởng thức nguyên thịt chuột thôi. Cho nên là mình cũng không thêm lấy thêm cái thực phẩm gì cả. Còn mỗi cái này thôi. Ăn mỗi chuột. Ăn luôn. Còn mỗi. Rồi anh em mình xin phép là nghỉ thôi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn nhá. Hết rồi. Bye bye các nào cũng ơi. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye.